Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chặng đầu tiên của giải VKHN Tournament Race to South Africa 2024 sẽ mở màn bằng giải Royal Golf Course Ninh Bình. Vậy chặng đầu tiên này có gì hấp dẫn? Mời quý vị cùng theo dõi. Giải đấu mở màn VKFGN Tournament Ray to Tour South Africa 2024 sẽ có sự tham dự của ba golfer chuyên nghiệp người Nam Phi hiện nay đang thi đấu trên sân Sai Tour bao gồm Stephen Webb Taylor, James Mikes và Quintin Gilnex. Giải đấu có 240 golfer tham dự tại 4 bảng, giải handicap tại các bảng đấu khá thấp nhằm nâng cao chất lượng tại giải. Hiện tại, các bảng đấu bao gồm bảng A handicap từ 0 đến 9, bảng B Handicap từ 9.1 đến 18, bảng C Handicap từ 18.1 đến 27 và bảng Nữ Handicap từ 0 đến 29. Trạng 1 sẽ bắt đầu tại sân Royal Golf Coast Ninh Bình, sân golf được thiết kế độc đáo trên những dãy núi đá và được bao bọc bởi hồ yên thắng rộng lớn. Các golfer sẽ thi đấu trên cả hai sân 36 hố, bao gồm King Coast và Queen Coast. Đặc biệt, 4 nhà vô địch của 4 bảng đấu sẽ có cho mình một suất đi Nam Phi giao lưu cùng các golfer chuyên nghiệp vào tháng 11 năm 2024. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý, ngày thi đấu đầu tiên của The 2024 đã diễn ra với điều kiện thời tiết vô cùng lý tưởng. Bằng chứng là hàng loạt điểm âm xuất hiện trên bảng xếp hạng và trong đó, nổi bật nhất là màn thi đấu ấn tượng của Shahid Thigala để vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Sahib Tigala đã thực hiện 6 cú bớt đi liên tiếp ở 9 đường sau và kết thúc với một pha ghi điểm cuối cùng để vươn lên vị trí dẫn đầu với một gậy cách biệt. Colin Morikawa có trong mình 6 cú bớt đi và một điểm eagle ở hố số 9, 3 và cán đích ở vị trí thứ hai. Nhà vô địch FedEx Cup Victor Hovland, Jason Day, Camilo Vigas và Sung Che Im cũng hoàn thành vòng 1 với kết quả 65 gậy, cách vị trí dẫn đầu một gậy. Camilo Vigas là người đã ghi được cú bớt đi đầu tiên trong năm 2024. Trong một tập podcast mới đây, Rory McIlroy đã nói rằng lẽ ra anh không nên quá gây gắt đối với những người đã gia nhập LIV trước đây. Phil Mickelson ngay sau đó đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng golf fan không nên tiếp tục kéo dài sự tranh cãi giữa các bên. Rory McIlroy và Phil Mickelson đã bị kéo vào một cuộc tranh cãi công khai trong suốt hai năm qua sau khi Mickelson chuyển sang thi đấu cho LIV Golf. Mối quan hệ giữa hai golfer trở nên căng thẳng với những lời chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội và trong các cuộc họp báo. Nhưng bây giờ, dường như một thỏa thuận đình chiến đang dần hình thành khi PJ Tour đang nỗ lực mở rộng cuộc đàm phán với PIF. Rory McIlroy thể hiện sự ủng hộ liên minh giữa Tour và PIF để củng cố sự thống nhất của golf nam chuyên nghiệp. Tay golf người Bắc Ireland còn chia sẻ sự hối hận của mình vì sự khắt khe và gai gắt trước đây đối với những golfer đã quyết định gia nhập LIV Golf. Anh còn thừa nhận mô hình hoạt động của giải đấu mới đã phơi bày những thiếu sót trong hệ thống của PJ Tour. Phil Mickelson đã lên tiếng ủng hộ Rory McIlroy và nói rằng việc ký hợp đồng với LIV của John Ram vào tháng trước là một nước đi có thể làm thay đổi cuộc nội chiến đang diễn ra ở trong làng golf. Bản thân McIlroy cũng từng tuyên bố trước đó rằng đội tuyển Ryder Cup châu Âu sẽ phải thay đổi tiêu chí đánh giá tư cách tham gia để tay golf người Tây Ban Nha có thể thi đấu tại Bethpage vào năm 2025. đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại xin cảm ơn công ty cổ phần giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới ai clip công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu vb đã tài trợ giọng đọc và mc cho chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo